hoạt động của các đơn vị. Mời quý vị và các bạn đến với chùm tin hoạt động trao quà của các đơn vị. Mở đầu là tin hoạt động của Hội người mù huyện Thanh Trì. Chia sẻ yêu thương tới người mù huyện Thanh Trì. Sáng ngày 27 tháng 1 năm 2018, Hội người mù huyện Thanh Trì phối hợp cùng với nhóm Phật tử Hà Nội tổ chức chương trình tặng quà cho hội viên nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tại chương trình, nhóm Phật tử đã tặng 35 suất quà, trị giá mỗi suất 300.000 đồng cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp Tết đến xuân về, chị Bích Ngọc, đại diện nhóm đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể hội viên của huyện hội. Cũng tại hội người mù huyện Thanh Trì, chiều ngày 4 tháng 2, câu lạc bộ thiện nguyện Nhâm Tuất 1982 đã đến thăm và trao 40 xuất quà Tết cho hội viên trên địa bàn huyện. Chương trình được tổ chức với mong muốn những món quà ấm áp đến từ các tấm lòng hảo tâm sẽ tiếp thêm nguồn động lực, sự tự tin giúp người khiếm thị huyện nỗ lực hơn trong cuộc sống. Mỗi phần quà gồm một túi quà trị giá 100.000 đồng và một phong bì lì xì 300.000 đồng đã được trao tới tận tay hội viên cùng những lời chúc tốt đẹp nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc đại diện các thành viên trong câu lạc bộ chị nguyễn hoàng phương chủ nhiệm bày tỏ chúng tôi rất xúc động khi gặp các cô bác anh chị khiếm thị những món quà tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm ấm áp của chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ là một chút chia sẻ động viên các bác trong cuộc sống cảm động trước tình cảm của các tấm lòng hảo tâm ông trần thế đạt Chủ tịch huyện hội đã thay mặt những người khiếm thị gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm. Và qua đây, ông cũng đã dành những lời chúc năm mới tới toàn thể thành viên trong câu lạc bộ cùng hội viên huyện hội đón xuân vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Trần Thế Đạt Tiếp theo, sáng ngày mùng 3 tháng 2, tạp chí Thương Trường đã phối hợp với câu lạc bộ Thảo Tâm Thiện Nguyện và câu lạc bộ nữ doanh nhân Việt tổ chức hoạt động nhân ái chuyến xe yêu thương trao hơn 100 phần quà Tết đến các hội viên thuộc 3 quận huyện hội là Thanh Xuân, Thanh Trì và Ứng Hòa. Chuyến xe yêu thương là một hoạt động thiện nguyện mang tính nhân văn sâu sắc của chuyên mục Nhân ái, tạp chí Thương trường trong 4 năm qua khi Tết đến xuân về. Chương trình là cầu nối đưa các tổ chức, cá nhân giàu lòng nhân ái chia sẻ sự yêu thương bằng những phần quà ấm áp đến với các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Anh Nguyễn Tiến Thành, phóng viên khiếm thị, phụ trách chuyên mục Nhân ái chia sẻ. Cũng là một hội viên hội người mù nên tôi thấu hiểu tâm lý và sự khó khăn của những người đồng tật xung quanh mình. Chuyến xe yêu thương sẽ giúp những người khiếm thị, người khuyết tật thêm tự tin, nỗ lực hơn bởi sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng xã hội. Đặc biệt, hoạt động này còn là sợi dây kết nối và thu hẹp khoảng cách giữa những người bình thường với người khuyết tật trong cuộc sống. Hơn 100 phần quà bao gồm một hộp bánh bông lan và phong bao lì xì 300.000 đồng được trao tặng như một niềm động viên, lời chúc năm mới của các thành viên trong hai câu lạc bộ gửi đến các hội viên hội người mù nhân dịp Tết đến xuân về. đại diện hai câu lạc bộ Thảo tâm Thiện nguyện và Nữ doanh nhân Việt đã chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc trước những người khiếm thị. Chị Nguyễn Thị Minh Thảo, chủ nhiệm câu lạc bộ Thảo tâm Thiện nguyện bày tỏ: "Chúng tôi rất xúc động khi gặp các anh chị cô bác khiếm thị, những món quà tuy nhỏ bé nhưng là tình cảm ấm áp của chúng tôi." Hy vọng rằng chương trình này sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn đối với những mảnh đời kém may mắn. Đối với chị Trịnh Khánh Hương, chủ nhiệm câu lạc bộ nữ doanh nhân Việt thì hoạt động thiện nguyện này còn mang lại cho chị bài học về sự nghị lực, niềm tin yêu cuộc sống. Chị Khánh Hương xúc động bày tỏ nhìn các bác và anh chị hội viên tại ba hội người mù dù gặp nhiều khó khăn nhưng trên khuôn mặt vẫn dạng ngời niềm vui tôi thấy mình và những người bạn thực sự rất may mắn hy vọng các bác anh chị sẽ khỏe mạnh và nghị lực để vượt qua thách thức của cuộc sống chúng tôi sẽ luôn ở bên mọi người trân trọng những tình cảm mà các thành viên trong hai câu lạc bộ mang đến cho hội viên. Ông Nguyễn Khả Hùng, Chủ tịch Hội Người Mù hiện ứng hòa chia sẻ. Tôi thay mặt những người khiếm thị gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm. Đây là sự chia sẻ vật chất cũng như tinh thần cho chúng tôi đón một mùa xuân đầm ấm. Món quà nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng rất cao quý cho những người khiếm thị chúng tôi. Bà Nguyễn Thị Thanh Trà, tổng biên tập tạp chí Thương Trường cho biết, niềm vui của những người khiếm thị khi cầm trên tay món quà Tết càng làm cho những thành viên trong ban tổ chức chương trình chuyến xe yêu thương thêm phần phấn khởi và là động lực để chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiều hơn các chương trình nhân ái trong dịp Tết Mậu Tuất này. Cũng theo tác giả Thành Nguyễn, sáng ngày 4 tháng 2, công ty cổ phần đào tạo spa dưỡng sinh Tina Đỗ đã cùng Hội Người Mù quận Thanh Xuân Hà Nội tổ chức chương trình Tết Yêu Thương dành cho hơn 35 hội viên nữ cô đơn, đơn thân và thanh niên khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn đang làm nghề xoa bóp tầm quất trên địa bàn quận Thanh Xuân. Tại chương trình, chị Tina Đỗ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đào tạo spa dưỡng sinh Tina Đỗ đã rất thân tình chia sẻ. Trong nhiều năm qua, công ty và cá nhân tôi thường xuyên có những tình cảm và nhiều chương trình nhân ái dành cho các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Phụ nữ yếu thế và đặc biệt là người khiếm thị. Công ty thường xuyên mở những lớp học spa dưỡng sinh dành riêng cho nhóm người này các bạn khiếm thị có nghề xoa so bóp tẩm quất là truyền thống như spa dưỡng sinh mới là nghề của thế giới. Chị Tina Đỗ bày tỏ và cũng nhấn mạnh thêm về lợi ích khi tham gia vào công việc spa dưỡng sinh của người phụ nữ khiếm thị. Người phụ nữ khiếm thị gặp rất nhiều rào cản, thách thức trong cuộc sống. Phải có những định hướng phù hợp đối với các chị em khi các chị em có trong tay một nghề ổn định thì vị thế trong gia đình và xã hội của các chị em sẽ được nâng lên một tầm mới. Để làm được điều này không có gì khác là các anh chị em phải tự tin luôn trau dồi kiến thức cuộc sống, kỹ năng mềm như giao tiếp ứng xử. Chị Tina Đỗ khẳng định tiếp xúc và thân thiện trong gần 2 giờ đồng hồ với các hội viên nữ Hội người mù quận Thanh Xuân. Chị Tina Đỗ không những xúc động mà còn cảm phục ý chí, nghị lực vươn lên vượt qua khó khăn của các chị em. Với mong muốn lan tỏa tình yêu thương và niềm tin cuộc sống, ngay trong những ngày đầu năm mới sắp tới, chị Tina Đỗ dự kiến sẽ cùng Hội người mù quận Thanh Xuân tổ chức một chương trình về nghề spa dưỡng sinh dành cho các bạn trẻ khiếm thị, hội viên nữ đã và đang làm nghề quản lý cơ sở dịch vụ xoa bóp tầm quất. Không những chia sẻ về kiến thức nghề spa dưỡng sinh, nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Chị Tina Đỗ cùng các đồng sự trong công ty đã trao tặng 35 phần quà, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng cho các hội viên khiếm thị Thanh Xuân với mong muốn góp phần giúp các hội viên có một mùa xuân mới bình an và hạnh phúc. Thành Nguyễn. Tiếp theo là phản ánh của tác giả Nguyễn Khả Hùng về hoạt động tại hội người mù Ứng Hòa. Xuân yêu thương. Đến với người khiếm thị huyện Ứng Hòa. 35 người mù già yếu huyện Ứng Hòa đón nhận tình cảm nhân ái từ các nhà thiện nguyện. Sáng ngày mùng 3 tháng 2 năm 2018, mặc dù cái rét giữa đông dưới 10 độ C, những người mù Ứng Hòa vẫn tập trung đông đủ tại hội trường dân vận huyện ủy để đón nhận những tình cảm nhân ái mà các nhà hảo tâm trao tặng. Bà Nguyễn Thị Thanh Trà, tổng biên tập tạp chí Thương Trường, bà Nguyễn Thị Minh Thảo, chủ nhiệm câu lạc bộ Thảo Tâm Thiện Nguyện và bà Nguyễn Thị Khánh Hương, chủ nhiệm câu lạc bộ nữ doanh nhân Việt cùng các thành viên trong đoàn trao tận tay những phần quà đầy tình nghĩa cho 35 người mù giả yếu, mỗi phần quà gồm 300.000 tiền mặt và một hộp bánh. Ông Nguyễn Khả Hùng, Chủ tịch huyện hội, cảm ơn các thành viên trong đoàn thiện nguyện đã đem đến với người mù ứng hòa tình cảm đồng thắm, đậm nét nhân văn cao cả, là nguồn động viên to lớn giúp những số phận kém may mắn có thêm niềm vui, niềm tin, nỗ lực phấn đấu vươn lên. Bà Nguyễn Thị Thanh Trà, tổng biên tập tạp chí Thương trường cho biết. Nhiều năm qua, chuyên mục nhân ái của tạp chí đã kết nối với các nhà thiện nguyện, mang niềm vui đến với nhiều người khiếm thị trên địa bàn thành phố. Đây là lần đầu tiên tạp chí đến với người khiếm thị ứng hòa. Trong tương lai, tạp chí của bà sẽ lưu tâm nhiều hơn nữa tới người khiếm thị huyện. Ông Dương Minh Thuận, 77 tuổi ở thôn Thanh Ẩm, thị trấn vân đình người được nhận phần quà tình nghĩa xúc động cảm ơn những tấm lòng nhân ái mà các nhà hảo tâm dành cho người mù ứng hòa nguyện cố gắng khắc phục những khó khăn của hoàn cảnh sống vui sống khỏe gương mẫu luôn thể hiện là công dân tốt Trước đó, ngày mùng 2 tháng 2, Thành hội Người mù Hà Nội phối hợp với các nhà thiện nguyện tặng 15 phần quà cho người khiếm thị trong huyện. Mỗi phần quà gồm 700.000 tiền mặt, hai chiếc bánh trưng và 4 vỉ sữa. Có mặt tại buổi trao quà, ông Bùi Trọng Minh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Thành phố, bà Lê Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam Hà Nội, đại diện nhà thiện nguyện. Ông Phạm Đình Mạnh, phó tổng biên tập báo tri thức trẻ Hà Nội đồng tài trợ. Ông Bùi Trọng Minh, phó chủ tịch thành hội cho biết, hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, hội thành phố kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà thiện nguyện cùng chung tay chăm sóc quà Tết cho người mù, đồng thời thành hội cũng làm trung tâm điều phối giữa các tổ chức cá nhân thiện nguyện với người khiếm thị trên địa bàn thành phố cảm ơn những tình cảm cao quý của các tổ chức cá nhân đã phát tâm tặng những phần quà đầy tình nghĩa cho người mù chị đinh thị thoa hội viên tri hội xã hồng quang người được nhận quà xúc động bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới cấp ủy đảng chính quyền tổ chức hội và các nhà hảo tâm dành cho người khiếm thị ứng hòa hơi ấm tình người của các nhà thiện nguyện lan tỏa sang các thành viên có mặt, xua đi cái lạnh giữa mùa đông. Những gương mặt dạng dỡ tiếng cười, nói dâm gian, bịn dịn khi chia tay, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Mọi người kỳ vọng vào năm mới có nhiều điều tốt đẹp hơn. Tiếp theo là tin về hội nghị phát quà cho hội viên của Hội Người Mù, huyện Hoài Đức và Quốc Oai. Sáng ngày 4 tháng 2, các thành viên trong nhóm Áo ấm cho em đã đến thăm và tặng quà cho 27 hội viên của hội người mù Hoài Đức và 22 hội viên ở hội người mù huyện Quốc Oai, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Đây đã là năm thứ 8, các thành viên trong nhóm Áo ấm cho em đến thăm và tặng quà cho những hội viên có hoàn cảnh hết sức khó khăn tại hai huyện hội Hoài Đức và Quốc Oai. Mặc dù giá trị những xuất quà không lớn về vật chất, song những hội viên ở hai hội đã vô cùng vui mừng, phấn khởi và ấm áp bởi họ biết luôn có những trái tim yêu thương và vòng tay nhân ái bên cạnh họ. Trước những tình cảm và sự sẻ chia vô cùng quý báu ấy, ông Nguyễn Huy Việt, Chủ tịch Hội Người Mù Hoài Đức, đã thay mặt cho những cán bộ hội viên ở hai huyện hội gửi tới các thành viên trong nhóm lòng biết ơn sâu sắc, hy vọng rằng xã hội ngày càng có nhiều tấm lòng nhân ái như những thành viên trong nhóm áo ấm cho em, để cho những hoàn cảnh thiếu may mắn sẽ bớt phần khó khăn, tự tin vượt qua những vất vả gian nan phía trước, cùng hòa nhập với cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. Người viết Thanh Ngà. Tiếp theo là tin tặng quà của hội người mù quận Hà Đông. Sáng ngày 12 tháng 2, tức 27 Tết, đại úy Trần Anh Tuấn, cán bộ trường đại học phòng cháy chữa cháy và câu lạc bộ thiện nguyện Đức Sinh đã phối hợp với hội người mù quận Hà Đông trao tặng quà Tết cho người khiếm thị trên địa bàn quận. 87 xuất quà mỗi xuất 400.000 đồng, có tổng giá trị 34 triệu 800.000 đồng đã được đoàn trao tận tay cho hội viên khiếm thị Hà Đông nhằm động viên những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đón xuân mới thêm ấm áp. Phát biểu tại chương trình, Đại úy Trần Anh Tuấn chia sẻ. Bản thân anh khi biết đến nghị lực của người khiếm thị cũng như những khó khăn mà họ gặp phải trong cuộc sống anh luôn mong muốn chia sẻ được một chút khó khăn để người khiếm thị nhận thấy xã hội luôn bên họ trong hành trình vượt lên số phận. Anh rất vui vì đã nhận được sự ủng hộ của bạn bè, đồng nghiệp, người thân và cả những tấm lòng thiện nguyện trên cả nước cùng hướng về những người khiếm thị khó khăn để họ ấm lòng hơn khi Tết đến xuân về ông Bạch Quang Khải, Chủ tịch Hội Người Mù quận Hà Đông, phát biểu cảm ơn Đại úy Trần Anh Tuấn và Câu lạc bộ Đức Sinh. Ông Khải cho biết đến thời điểm hiện tại, hội đã vận động xã hội hóa và tặng quà Tết tận tay 100% hội viên khiếm thị trên địa bàn quận Hà Đông với tổng số tiền 220 triệu 420 ngàn đồng. Lê Trinh Thưa quý vị và các bạn. Kết thúc chùm tin này là tin tổng kết công tác chăm sóc Tết Mậu Tuất của Hội Người Mù huyện Mỹ Đức và Phú Xuyên. Vâng, hàng năm cứ mỗi độ Tết đến xuân về là mỗi nhà, mỗi người lại rộn ràng tấp nập, chuẩn bị mua sắm, trang hoàng nhà cửa để đón mừng mùa xuân mới thì cũng là thời điểm cán bộ huyện hội chăn trở tìm các giải pháp khắc phục khó khăn nhằm mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch chăm sóc Tết cổ truyền cho cán bộ hội viên. Do đó, hội đã báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền huyện và hội người mù thành phố. Bên cạnh đó, hội còn tích cực chủ động thúc đẩy việc vận động xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân hảo tâm nên hội người mù huyện Mỹ Đức đã có điều kiện tổ chức thăm hỏi chúc Tết và trao tặng 291 xuất quà cho 291 lượt cán bộ, hội viên, trẻ em, tổng tiền mặt và hiện vật trị giá quy tiền bằng 106.450.000 đồng. Đặc biệt, chiều ngày 12 tháng 2, hội tổng kết công tác chăm sóc Tết cho cán bộ, hội viên và tổ chức buổi gặp mặt. Giao lưu giữa hội với câu lạc bộ từ thiện Hà Nội, đồng thời tặng 50 phần quà cho hội viên, mỗi suất quà 650.000 đồng. Đặc biệt, chiều ngày 12 tháng 2, hội tổng kết công tác chăm sóc Tết cho cán bộ hội viên và tổ chức buổi gặp mặt giao lưu giữa hội với câu lạc bộ từ thiện Hà Nội. Đồng thời, tặng 50 phần quà cho hội viên, mỗi suất 650.000 đồng. Nhân dịp này, cán bộ hội viên Hội Người Mù huyện Mỹ Đức chân thành cảm ơn sự quan tâm của huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện và Hội Người Mù thành phố Hà Nội. Các tập thể cá nhân đã chia sẻ cảm thông cùng đồng hành, tạo điều kiện giúp đỡ người khiếm thị Mỹ Đức vây bớt mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đinh Thị Minh Luyến Và cuối cùng là tin Hội Người Mù huyện Phú Xuyên chăm lo Tết cho hội viên. Nhằm động viên giải quyết khó khăn, hỗ trợ phần nào cho những người khiếm thị trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Không chỉ riêng năm nay mà nhiều năm trước, Thường trực Hội Người Mù huyện Phú Xuyên luôn tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện, các tổ chức xã hội và những nhà hảo tâm đề nghị hỗ trợ kinh phí làm quà tặng cho hội viên trong dịp Tết. Đặc biệt, chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất ngay từ những ngày đầu tháng 1 năm 2018, Thường trực hội đã vận động các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, các chức sắc tôn giáo, các cá nhân rộng lòng chia sẻ khó khăn đối với người mù trong dịp Tết. Tính đến ngày 25 tháng Chạp, hội đã phối hợp trao tặng 256 xuất quà với tổng trị giá 88 triệu đồng. Trong đó, sư thầy Thích Đàm Hòa, trụ trì chùa Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, trao tặng 105 suất quà trị giá 42 triệu đồng. Tạp chí Thương trường trao tặng 20 suất quà. Hội chữ thập đỏ hiện trao tặng 10 suất quà. Những phần quà tuy giá trị chưa cao được trao cho người mù trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các cấp cùng nhiều tổ chức đoàn thể, những nhà hảo tâm trên địa bàn thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Người viết Nguyễn Thị Hương Giang.